Thưa quý vị, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, 7 quận huyện tại thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân, tổng rà soát và kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu 100% cơ sở karaoke bắt buộc phải có lối thoát hiểm thứ hai và kiên quyết xử lý, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy. Kiểm tra một cơ sở karaoke trên đường Hào Huy Tập, quận Thanh Khê về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trang thiết bị, các điều kiện về lối thoát nạn. Tổ liên ngành đã chỉ ra một số hạn chế của cơ sở, đặc biệt lối thoát nạn hướng ra ban công trong phòng hát, không có biển chỉ dẫn để khách có thể dễ quan sát, thiếu một số dụng cụ phá dỡ và mặt nạ phòng độc. Đặc biệt đối với lại cái cơ sở sáng nay đoàn kiểm tra thì cũng đã kiến nghị cho chủ cơ sở thực hiện là lắp đặt ngay cái biển báo hướng dẫn thoát nạn các lối ra ban công và phía sau tòa nhà để thể thoát hiểm bằng thân dây. Cái đó là em đã nghĩ rồi ạ, em đã nghĩ nhưng mà em chưa làm, chắc chắn em sẽ làm trong một vài ngày tới, thì cái chỗ đó em sẽ để lên là lối thoát hiểm đó để đèn sáng một tí để coi như là an toàn nhất có thể. Qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn 7 quận huyện, lực lượng chức năng nhận thấy đa phần các cơ sở đều tồn tại nhiều lỗi vi phạm liên quan đến thiết bị phòng cháy chữa cháy, hoạt động không ổn định, chuông báo cháy không hoạt động. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ chưa được huấn luyện, đặc biệt là lối thoát hiểm thứ hai chưa được chú trọng. Công an quận Thanh Khê cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ một cơ sở để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Đối với những cơ sở mà nguy hiểm cháy nổ khác thì công an quận Thanh Khê cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở xử lý những tình huống. Khi mà xảy ra tình huống thì lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở phải làm những nội dung gì để tổ chức thoát nạn đối với những người bên trong đám cháy và tổ chức tăng cường công tác tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ và thực tập phương án chữa cháy phối hợp để có sự huấn luyện, có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa lực lượng phòng cháy cháy tại chỗ và lực lượng phòng cháy cháy chuyên nghiệp khi mà có sự cố xảy ra. Từ các vụ cháy xảy ra gần đây gây thiệt hại quá lớn về người và tài sản, các cơ sở kinh doanh karaoke cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy. Chủ quán mình rút một số kinh nghiệm là thường xuyên kiểm tra những cái thiết bị chữa cháy, coi thử có bị hư hỏng gì thay thế kịp thời. Thứ hai là khi khách đến thì mình sẽ yêu cầu khách là không nên sử dụng thuốc lá ở trong phòng. Và thứ hai là mình sẽ hướng dẫn những cái lối thoát hiểm cho khách. Thời gian qua, lực lượng chức năng vẫn tổ chức định kỳ và kiểm tra đột xuất tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, người đứng đầu phải nhận thức rõ về trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo làm rõ các chế tài, xem xét xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm.